Chúng ta đã tìm hiểu 4 rider trong phe chính diện trong series Kamen Rider Build. Trong những phần video cuối cùng này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những rider phản diện trong series của Build. Và mở đầu cho chuỗi series này là Kamen Rider Evolve, kẻ thù xuyên suốt cả series. Với vai trò ban đầu là Bloodstar, kẻ đông sáng lập nên tổ chức FAO. Sau này với vai trò là người ngoài hành tinh Evolve, kẻ muốn hủy diệt toàn bộ trái đất. Chúng ta cùng đến với tên rắn độc Evolve cũng như hình dạng Bloodstar của hắn nào.